Bây giờ mình sẽ tiến hành là thắp lắp pin lắp ghim vô cho mọi người xem ha. Đấy, thì ghim của mình xài là ghim số 10 nha cả nhà. Ghim số 10 nha, nâu 10 nè. Đấy. Đây, mình đã chuẩn bị ghim số 10 sẵn rồi đây. Bây giờ mình sẽ lắp thử cho mọi người một thỏi xem cho mọi người xem ha. Thì cái cách lắp nó cũng rất là dễ dàng luôn. Mình có cái phần đầu này mình sẽ nâng lên nè. Đấy, ở đây có cũng một cái thanh lò xo để ép ghim này. Thì mình chỉ việc kéo nó xuống như vậy thôi. Đây, ở đây nó có cái phần đầu này. Đấy, mình kéo nó xuống tới đây này, mọi người sẽ nâng lên. Đấy, mọi người sẽ nâng lên. Rồi, ở đây có hai cái đường song song này nè, để nó giữ ghim lại, nó không làm cho ghim bị bung ra. Mình sẽ đặt úp cái phần ghim xuống, đặt phía trên này nè. Đấy, rồi mình ghim nó xuống, rồi nó sẽ chạy xuống. Đấy, nó sẽ chạy xuống. Rồi lúc này mình sẽ hạ cái này xuống này. Đấy, rồi cái công dụng của cái này là nó ép cái phần ghim sát vô trong mép này để cho mình bấm vô nè. Rồi, lúc này mình sẽ thấy được ở cái phần hình tròn này mình sẽ thấy được cái phần ghim này. Đây, lúc nào sắp hết thì mình nhìn vô mình sẽ không thấy cái phần ghim nữa, mình sẽ biết được là nó sắp hết để mình thay ghim. Rồi, mình sẽ bấm xuống. Đó. Cách thay ghim rất là dễ dàng ha. Mình sẽ bấm vô đây cho mọi người xem ha. Thì cách cầm mình có thể là cầm xuôi như vậy hoặc là cầm ngược như vậy đều được. Nếu mà lực của mình yếu thì mình cứ cầm ngược như vậy này, cái bàn tay của mình nó đè nó sẽ ok hơn. Bấm nghe cái phần cái là được nha mọi người. Đây, ghim ôm sát mặt giấy nha, mặt sau của nó nè. Đây, mặt trước không có lồi lõm gì hết nha. Rồi, đây, đây là cách bấm ghim, mình sẽ bấm lại một lần để cho mọi người xem ha. Đây, mình đặt cái phần cái khu vực mình muốn bấm vô này. Rồi, mình đè xuống một cái là được ha. Đây,